Chào mừng mọi người đã quay trở lại với GameFi 101 cùng với H&A Academy. Và trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và cài đặt ví MetaMask. Thì trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc ví nữa cũng có nhiều tiện ích không kém. Và đặc biệt ai là fan của Solana thì không thể nào bỏ qua chiếc ví này, đó chính là Phantom Wallet. Phantom Wallet hay còn gọi là ví Phantom, đây là một chiếc ví tiền mã hóa nên custodial được xây dựng trên Solana. Với Phantom Wallet thì người dùng có thể lưu trữ, gửi, nhận và hoán đổi token trên Solana một cách dễ dàng hơn. Và đặc biệt là Phantom Wallet có thể giúp cho mọi người tương tác với các DApp của hệ sinh thái Solana một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó thì mọi người còn có thể mua và lưu trữ NFT của các DApp thông qua cái ví này. Một số đặc điểm nổi bật của Phantom Wallet có thể kể tới như là: đầu tiên, nó tương thích với hầu hết tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay như là Chrome, Firefox, Edge hay là Brave, và mới nhất nó còn hỗ trợ cho cả Android và iOS. Thứ hai, nó tích hợp sàn tích trực tiếp ở trên ví, giúp cho người dùng có thể giảm thiểu đi những cái thao tác hoán đổi token và tiết kiệm được chi phí. Thứ ba là nó hỗ trợ lưu trữ, gửi và nhận NFT. Thứ tư là nó hỗ trợ liên kết với các ví cứng như là Ledger, Trezor để mà giúp tăng cường bảo mật. Và cuối cùng nó còn cung cấp tính năng là staking zone trực tiếp ở trên ví, giúp cho người dùng có thể gia tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, Phantom Wallet sẽ có một điểm hạn chế, đó chính là nó sẽ bị giới hạn trong hệ sinh thái Solana. Bạn chỉ có thể lưu trữ token Sol hoặc là các SPL token. Điều này có nghĩa là Phantom sẽ không hỗ trợ cho các đồng coin khác như là Ethereum hay là Bitcoin. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt và tạo tài khoản ví Phantom trên trình duyệt Chrome nhé. Bước 1, truy cập website phantom.app. Chọn download ở đây hoặc là ở đây đều được và chọn một trình duyệt bạn đang sử dụng. Như đã nói thì Phantom hiện đã có hỗ trợ cho cả điện thoại luôn rồi, cho nên là các bạn có thể chọn Android hoặc là iOS ở đây luôn nhé. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn Chrome cho mọi người tiện theo dõi nha. Bước 2, chọn thêm vào Chrome, chọn Add Extension và đợi cho hệ thống sẽ tự cài đặt tiện ích cho trình duyệt. Sau khi cài đặt xong, màn hình của bạn sẽ như thế này. Bạn có thể chọn pin Phantom lên để có thể dễ sử dụng hơn nhé. Bước 3, do là ở đây mình đang chia sẻ với các bạn chưa có ví hay là tạo ví Phantom bao giờ, cho nên là mình sẽ chọn là Create New Wallet nhé. Còn nếu như bạn nào đã có ví rồi thì các bạn hãy chọn là I already have a wallet và nhập khóa bí mật của bạn vào. Bước 4, sau đó bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu cho ví. Sau khi mà nhập 2 lần mật khẩu thì các bạn hãy tích vào ô là I agree to the terms of service và sau đó chọn Continue. Bước 5, màn hình sẽ hiển thị 12 cụm từ bí mật hay còn gọi là Secret Recovery Free đó. Các bạn sẽ cần sao chép và lưu trữ cụm từ khôi phục này một cách an toàn, vì đó là cách duy nhất để có thể khôi phục tài khoản ví của bạn. Sau khi đã sao chép, copy các từ đó ra và cất giữ ở các nơi an toàn thì các bạn sẽ chọn OK, I save my Secret Recovery Free và chọn Continue. Bước 6, tiếp tục chọn Continue và sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình tạo ví. Giới thiệu giao diện ví Phantom. Đầu tiên, ở mục Wallet One này, đây chính là địa chỉ ví Phantom của bạn. Tiếp theo, ở cái tab có icon đồng tiền này, thì đây chính là hiển thị số dư của bạn. Deposit là tính năng nạp token, Send là tính năng gửi token đến ví khác, Sol là token bạn hiện đang có trong ví. Ở tab thứ hai có 4 cái ô vuông này thì đây là mục chứa bộ sưu tập NFT của bạn. Ở tab thứ ba có icon như thế này, đó chính là Swap, nó có tính năng là hoán đổi token. Ở tab thứ tư có icon sấm sét này thì đây là Recent Activity, đây là các hoạt động lịch sử của ví. Và mục cuối cùng có icon cài đặt này thì đây là nơi cài đặt ví Phantom. Ở đây các bạn có thể thay đổi tên ví, ngôn ngữ hay mật khẩu, hoặc có thể kiểm tra các app đã từng liên kết với ví luôn. Hay là bạn nào lúc nãy có quên chưa sao chép 12 cái khóa bí mật hay là muốn kiểm tra lại xem là mình đã sao chép đúng chưa thì các bạn có thể vào để xem lại ở đây nhé. Ở đây có một mục các bạn cần lưu ý, đó chính là Reset Secret Recovery Phrase. Nếu như bạn chọn đồng ý Reset thì nó sẽ gỡ hết các ví đang tồn tại trên app Phantom và thay thế nó bằng một cái ví mới. Cho nên là các bạn hãy chắc rằng các bạn đã lưu lại các khóa bí mật như là Secret Free hay là cái Private Key của ví cũ trước khi mà Reset nhé. Và để có thể sử dụng được Phantom Wallet thì các bạn cần phải có một lượng Sol token nằm ở trong ví dùng để làm phí giao dịch khoảng đâu đó 0.1 Sol. Và hiện tại thì Sol cũng đã được niêm yết trên rất là nhiều sàn giao dịch và các bạn có thể mua nó ở trên những sàn như là Binance, Huobi hoặc là Gay.io. Và để chuyển Sol vào ví thì các bạn hãy đi lại cái giao diện chính của ví, chọn Deposit, chọn token mà bạn muốn nhận, ví dụ ở đây mình chọn Sol nhé, và sao chép địa chỉ ví hoặc là quét mã QR code để mà có thể nhận token. Hướng dẫn gửi token từ ví Phantom. Bước 1, để gửi token trong ví Phantom thì bạn hãy bấm vào Send, chọn mã token cần gửi đi, ví dụ ở đây mình chọn là Sol nhé. Bước 2, dán địa chỉ ví nhận token ở ô đầu tiên, tiếp đến là điền số lượng token cần gửi và chọn Next.
Bước 3, xem lại địa chỉ nhận và số lượng token gửi đi cũng như là phí giao dịch. Bấm send để hoàn tất. Và bạn có thể xem và kiểm tra lại giao dịch của mình tại website sonscan.io này nhé. Hướng dẫn staking Son trên Phantom Wallet. Bước 1, khi các bạn đã có một lượng token Son trong ví của mình, hãy nhấp vào số dư token Solana trong ví. Bước 2, nhấp vào nút Start Earning Son. Bước 3, chọn một validator để staking. Ở bước này thì mọi người cần lưu ý đến phần trăm lãi suất mà mọi người sẽ được nhận cũng như là cần do your own research để mà có thể kiểm tra độ uy tín của nơi mà bạn chọn để stake, xem là họ làm gì hay là dùng token của bạn dùng để làm gì, vân vân và vân vân. Các bạn có thể lên các website như là validator.app hoặc là stakeview.app để có thêm thông tin xếp hạng của các validator nhé. Bước 4, sau đó chọn số lượng son cần staking rồi nhấn stake. Với giao diện đẹp mắt và dễ sử dụng, Phantom Wallet có thể được xem như là một trong những chiếc ví non-custodial cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mới tham gia GameFi và cho cả những người nào đã tham gia lâu năm rồi. Và video vừa rồi là tất cả những cái cách cơ bản nhất để giúp cho bạn có thể bắt đầu cài đặt và sử dụng ví Phantom rồi đó. Cho nên nếu như mọi người cảm thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho Alice và đội ngũ của Asianay một like và một subscribe để tụi mình có thêm động lực ra những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.